mọi người đã đến với thẩm mỹ viện của bà Tuột. Đây là một cơ ngơi đồ sộ của ta. Ta thật không ngờ với đôi bàn tay này mà ta đã làm nên biết bao nhiêu là tuyệt tác. Làm cái gì? Tôi công nương. Công nương? Công nương Bạch Tuộc. À, thì ra ta là công nương Bạch Tuộc. Dạ. Được rồi, cho ta xuống. Ngươi làm gì vậy? Dạ, thằng bơi á. À, nè, ta nhớ là ta đã làm cho ngươi rất là đẹp rồi, nhưng không hiểu tại sao bây giờ ta nhìn ngươi, ta không biết ngươi là cái con gì hết á. Dạ thưa công nương, thần quen với gì mà công nương không nhận ra thần à? Ngươi là con gì? Thần là con mực. À, ngươi thấy không? Một đôi tay ta thôi mà có thể làm được một cơ ngơi đồ sộ như vậy. Công nhận, đôi tay này ghê thật. Vấn đề ta đang lo bây giờ nè, cơ ngơi thì đã có rồi, khách khứa cũng đã đông rồi, nhưng mà chưa xin được giấy phép. À, thần biết rồi, thần biết rồi. Muốn đi xin giấy phép quá. Công nương, tự nhiên ta mỏi cái chân ngang vậy đó. À vậy à, công nương à. Hả? Thần muốn xin giấy phép cho công nương thì thần phải xin ở đâu nhỉ? Thì dĩ nhiên là lên cái bộ thủy á. À, cái bộ thủy. Cái bộ thủy để xin giấy phép. Nhưng mà khoan, ta nghĩ ra rồi, ta nghĩ ra được một cái chuyện này rồi. Đừng xin giấy phép, nhưng mà khéo khéo cái miệng nhà ngươi. Dạ sao? Dắt khách vô đây là phải kín đáo. Dạ. Rõ chưa? Dạ. Mà ngày hôm nay sao không có thấy một bóng dáng khách nào hết vậy? Hả? Cứu với, cứu với. Trời ơi, cái con lại gì đi nữa. Ai đây? Dạ xin thưa với tất cả mọi người, em là nàng tiên cá đại dương. Trời ơi. Nàng tiên cá. Dạ. Bước qua bên đây. Ta thấy nàng rất là xinh đẹp. Tại sao nàng lại đến thẩm mỹ viện của ta làm cái gì? Ta đến thẩm mỹ viện để mà ta muốn có một đôi chân. Đó có nghĩa là đôi chân này là không đi được à? Tại vì á, ta lỡ trót yêu một chàng hoàng tử mà anh ta là con người, nên ta cần có một đôi chân. Công nương, hãy dùng đôi tay bóc của công nương. Ý gì mà đôi chân đi công nương? Được, nhưng mà cái vấn đề ở đây á, đến với thẩm mỹ viện này là phải có tiền. Ủa, con gì dễ thương quá vậy? Con là con mực á. À, chào bạn mực dễ thương. Đây là con mực. À, còn ta là con tuột. À, chào tuột. Và ngày hôm nay ngươi đến đây, ngươi muốn có được một đôi chân đúng không? Đúng vậy, ta muốn đúng vậy, ta muốn có đúng vậy. Vậy thì đúng rồi. Ta đâu có tiền đâu. Cái gì? Không có tiền. Đúng vậy, ta không có tiền. Nhưng thần mới nghe cái mặt. Ta trả ngươi, ta trả ngươi. Trời ơi. Không sao cả. Không sao cả. Không sao cả. Đừng có buồn. Đừng có ngã. Đừng có sụp đổ như vậy. Không sụp đổ. Sao không bơi được? Ở đây là đâu? Ở đây là thẩm mỹ viện. Ta có thể gắn lại cho ngươi. Giải quyết nội bộ xong chưa, ta mỏi quá. Bây giờ ta sẽ giải quyết tới chuyện của nàng tiên cá. Nàng tiên cá, nếu như ngươi không có tiền thì không thể nào có đôi chân được. Con cá này nó bị gì công nương? Sao vậy? Bị tật hay gì nãy giờ nằm ngoài? Ta không có bị tật, ta có thể đứng được. Trời ơi, ta có thể đứng được. Trời ơi, ngồi ghê ấy. Ta không có tiền. Không có tiền. Đúng vậy. Vậy thì phải có một cái gì đó quý giá để trao đổi. Tại vì ở đây thẩm mỹ viện ta không làm miễn phí. Chết rồi, bây giờ ta không có tiền thì biết phải làm sao. Ta chỉ có một ít này thôi. Cái này là cái gì đây? Cái này là nước mắt của ta. Tí, hai bà đang đứng cùng. Nước mắt. Nước mắt, đúng rồi, đây là nước mắt của ta. Cái này là... Trời ơi! Nước mắt luôn. Công nương, cho thần mượn xem thử đi công nương. Không phải, cái này không phải nước mắt. Cái này là trân châu. Trân châu? Nhưng mà tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Không có trà sữa. Không có trà sữa. Cái gì? Nàng tiên cá, bao nhiêu đây không đủ? Sao mà
đủ. Cái gì? Vậy không đủ. Vậy bao nhiêu mới đủ? Hồi nãy nó nói. Nó nói cái gì? Nó nói là. Nó nói cái gì? Nó khóc. Nó khóc thì nó sẽ có được mấy hai đứa. Nó khóc là nó có nước mắt. Đúng vậy. Và nước mắt của nó thì sao? Sẽ biến thành những hạt trân châu, đúng không? Đúng vậy. Trời, vi diệu vậy. Bởi vậy cho nên thì nước mắt ta sẽ biến thành trân châu. Ngươi dạ. Phải bằng mọi cách làm cho nó khóc. Đúng rồi. Rồi qua đây làm cho ta khóc đi. Dạ thần tính giao đập đầu nó. Rồi ta chết rồi lấy gì nước mắt đâu người hơn. Thôi được, bây giờ vấn đề ở đây rồi. Phải làm cho nó khóc. Nó khóc thật là nhiều nó mới có nước mắt, nó mới có trân châu trong mình, hiểu không? Dạ đúng rồi. Vậy làm ta khóc đi. Nè, đời ngươi buồn nhất cái gì? Biết buồn gì đâu, suốt ngày tung ca cả hát. Vậy chứ làm sao con mới khóc được? Khóc hết nước mắt rồi. Nước mắt của ta nó nuốt ngược vô trong rồi, ta không còn khóc được nữa. Trời hết ơi. Nước mắt rồi. Đúng vậy. Là có nghĩa là bây giờ như ngươi chỉ có bao nhiêu trân châu đây? Đúng vậy. Ta không làm. Nếu như mà người không làm thì ta sẽ không bao giờ đến được với hoàng tử. Trời nó buồn kìa. Đâu có nhạc sẵn cho nó vậy? Ai biết đâu. Trời ơi, diễn sức à, công nương. Sao nó té vậy? Sâu trong đôi mắt này, anh hào hứng cũng như bao ngày. Phải chăng nơi chốn đây, để em gọi đến và rồi vội đi. Phải chi anh không hiểu rằng em đã yêu anh dần. Làm gì đã không còn lại gì, hứa để trọn đời vẫn yêu em, vẫn yêu em thì sao cùng đau buồn mà đã không còn như ngày xưa ấy. Giờ thì anh hứa để làm gì đã không còn là gì, hứa để trọn đời vẫn hy vọng, vẫn tìm một ngày mai người sẽ quay về với anh. Trời phú. Nè Tika, ta nghe giọng hát của ngươi rất là hay, rất là truyền cảm. Nhưng mà ta rất là ghét những cái bài hay như vậy. Thôi được rồi, nếu như không giúp ta thì ta đi về. Công nương, không có tiền mà đòi yêu con người. Công nương, thần mới nghĩ ra một cái ý này nè. Công nương nói. Sắp tới công nương đi thi hát đúng không? Đúng. Trời ơi, tại sao mình không tận dụng cơ hội này? Nó không có tiền, mình đánh đổi giọng hát với nó. Mình cho nó đôi chân, mình không có mất cái gì hết trơn. Nhưng mà mình có giọng hát, mình sẽ thi hát, mình được quán quân. Ta là một người có thực lực, tại sao mình lúc nào cũng xem thường ta vậy hết? Hát được câu nghe lại coi. Mới xe trên lâu kính xa làm cho lòng em. Đủ rồi, đủ rồi. Quá đủ rồi. Tôi sống với công nương bao nhiêu năm nay, tôi quá đủ với giọng hát của công nương rồi. Một là cho con nhỏ này đôi chân, lấy giọng hát của nó. Còn không, đừng bao giờ hát nữa. Được rồi. Thôi được rồi. Mực nướng giấy bạc ngươi làm sao vậy? Tại sao nó bị lột da đầu rồi? Ta không biết. Không sao cả, giữ đây, ta sẽ phẫu thuật thẩm mỹ lại cho. Dạ, đa tạ công nương. Được rồi, ta sẽ nghe lời nhà ngươi. Nàng tiên cá ấy, bây giờ ta sẽ lấy giọng hát của ngươi để đổi đôi chân, chấp nhận hay không? Nhưng mà ta đưa giọng hát cho nhà ngươi là như ngươi không đưa chân cho ta thì sao? Trời ơi. Nghĩ sao? Ta là một người làm ăn có uy tín mà. Không, ta thấy là sao? Ta không tin. Không tin thì sao? Ủa, ta không tin thì sao ta? Giờ con muốn lấy giọng hát không? Muốn chứ. Vậy đưa chân cho ta.
Dĩ nhiên, nhưng mà bây giờ ngươi phải đưa giọng hát của ngươi cho ta trước. Sau đó ta sẽ cho ngươi một đôi chân để đi gặp hoàng tử. Được rồi, ta sẽ cho ngươi giọng hát để ta có đôi chân đến với hoàng tử. Bắt đầu. Được, nằm yên đó. Nằm đâu? Nằm xuống. Một người đàn thôi, bà làm mà nằm chi? Lên. Ê, ê. Chưa. Nó chưa cho ta giọng hát mình. Thần. Sao chưa cho giọng hát nữa? Nàng tiên cá, ngồi dậy. Thôi nằm đi. Ngồi dậy. Đứng lên luôn. Ngu không? Ngu ghê không? Được rồi, ta sẽ cho ngươi giọng hát hồ biến. Một, đưa nàng tiên cá lên bằng một. Dạ. Thằng đứa mà. Nó bị đập đầu vô tảng đá nó chết. Công nương, ta xin lỗi. Gì vậy? Ta chỉ lỡ ngồi lên thôi, xin lỗi. Trời ơi. Nhưng mà sao cái này giống cái quầy sushi quá vậy? Quá trời nhiều sushi nè. Sắp không bơi được nữa rồi. Bây giờ mày có thể ngồi xuống cho tao đi không? Không được. Bây giờ ngươi muốn đôi chân như thế nào? Chân to, chân nhỏ, chân dài, chân ngắn. Ở đây có tất cả các loại chân. Chân ngắn thì sẽ như ai? Đây, catalog chân. Chân ngắn. Thôi. Sao? Không chịu hả? Không chịu. Đây, chân dài. Hai cái chân nó khác nhau thấy ghê không? Nhưng mà nhớ lắp cho ta đều nha. Được, nhưng trước khi lắp đôi chân này thì ta phải cưa bỏ cái đuôi của ngươi. Cưa bỏ đuôi ta? Đúng. Nè, một một nắng. Dạ. Yeah. Bưng cái khay này qua đây cho ta. Dạ. Yeah. Nằm xuống. Rồi. Trời. Lâu quá. Bây giờ chuẩn bị nha. Ta sẽ bắt đầu cưa cái đuôi cá này. Ta đây chính là mật vụ của vua Thủy Tề. Mật vụ? Ta đã đứng quan sát tất cả hành động của bọn ngươi. Và ta đã có bằng chứng để tố cáo rằng nhà ngươi tên Bạch Tuộc lông xanh lăng chanh kia. Ai cho phép ngươi mở vòng phẫu thuật thẩm mỹ trái phép? Ta được tự tự cho. Anh không ơi. Được tự cho. Tại sao? Tại vì ta không cho. Ôi nhiều lý. Thôi mệt quá. Không hề có nhu cầu đổi chân đổi đuôi gì hết. Ta chính là em gái của chị ta. Chị ta trước đây đã bị ngươi lấy đi giọng hát, lấy ly cái đuôi, trả lại đôi chân. Nhưng cuối cùng chị ta không có được tình yêu trọn vẹn. Chị ta đã chết rồi. Bà ta mở thẩm mỹ viện, lừa gạt người ta, trao đổi nhưng mà không được cái gì hết. Bà đi lừa gạt người ta. Bây giờ bà đi bắt đứng lên bắt người ta đi bắt. Đúng vậy. Ta có bằng chứng vật chứng đàng hoàng. Dạ đúng vậy. Quỳ xuống. Nằm xuống luôn. Ngày xưa ta là một con tôm càng tích, rất đẹp trai, hào hoa, phong nhã. Ta chỉ bị khiếm khuyết một phần lưng thôi. Trời ơi, bây giờ ta là con gì? Không có mai cua mà để mai rùa. Cua không ra cua, tôm không ra tôm, rùa không ra rùa. Người ta gọi ta là con gì? Ngươi gọi thử đi. Con cua rùa. Cua rùa là con gì? Không biết. Tớ buồn quá. Trời ơi. Bây giờ sao? Nghe chuyện buồn của mọi người. Sẵn đây tôi cũng kể chuyện buồn của tôi luôn. Ngươi cũng có chuyện buồn. Phải. Sợ gì? Tôi không phải là một con mật một nắng. Mà lúc trước tôi là một hoàng tử nhện.
tôi có một mối tình rất đẹp. Tôi nhớ ngày hôm đó, tôi nhớ người yêu tôi. Tôi thấy một cái cây. Cái cây làm sao? Xong đó tôi mới viết tên người yêu lên cái cây. Tên người yêu của tôi là Hà Thủ Ô. Có chàng trai viết lên cây lời yêu thương cô gái ấy. Mối tình như gió như mây, nhiều năm trôi qua vẫn đây, giống như bức tranh vẽ bằng rượu em ngày thơ. Giống như tim thần cứ ngỡ là mơ. Buồn quá, ngày cô ấy đi theo chân mẹ cha. Là cái ngày bà bắt tôi xuống dưới thủy cung này luôn. Bà biến tôi từ một thành hoàng tử nhện, biến tôi thành một con mực một nắng. Mà bây giờ tôi còn có hai tua. Cuộc đời tôi bế tắc quá. Anh Hải Quyền. Có ta. Anh bắt bà này giùm em đi. Để ta. Dạ. Nín. Ngươi vừa phải thôi. Lúc mà ta. Cô bà đó, bà chắc lắm. Bà làm chắc lắm. Đừng có dây dưa nữa. Cuối cùng bà tôi cũng đã bị bắt rồi.